rồi có ốc luôn em. Còn bình thường là một tô giò như thế này sẽ là 40, còn cái này thêm chả vô sẽ là 50. Wow, 40 ngàn. Chị còn tô này bao nhiêu là đánh giá giùm em? Con thì có thể là cô nghĩ con ăn hết, nhưng mà chị này cô nghĩ chị ăn hết. Một tô 40 như vậy là ăn là vừa luôn đó. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Wow. Rồi, cho vô luôn. Cho vô luôn chị. Wow. Mỗi người sẽ ăn một bốn hộp bún riêu khổng lồ và một cây chả nha. Cô ơi, hút hết nước lèo luôn nè cô. Hả? Hút hết nước lèo luôn. Oh my god. Giờ này tính mơ 8 giờ rồi. Ê, hello cả nhà. Nên gọi điện không bắt máy. Ờ, thanh niên này. Chị Giai còn chưa ngủ nên thấy mắt không có tủ không? Không thấy mắt chị Nga luôn ở nhà. Trùng quá luôn. Ờ. Thì hôm nay á em sẽ một buổi sáng như vậy thì hiếm khi nào chị em mình đi quay giờ này lắm. Đúng rồi, thấy bữa nay Nga cao hơn hùng không? Giờ đang đứng ở trên là của một cái quán ăn. Mà quán ăn này á là đặc biệt, là quán của bàn cấp 1 Võ Sư Lộc. Wow. À, nhưng mà có phải bạn gái không? Không, là ngay không? Không, trả lời thiệt đi. Cấp 1. Trả lời rất là dứt khoát. Vậy thì chắc là bạn cấp 1 thiệt rồi. Cấp 1. Nhưng mà mờ cái là Phụng biết được là xong phim. Wow. Rồi thì giới thiệu đến cả nhà nha. Đó chính là quán 136, quán Cô Lan. Ở đây là có bún mập nè, bún riêu ốc và có canh bún luôn cả nhà. Còn hôm bữa mình đã ăn ở đây một lần rồi, mình thấy cái viên riêu á đặc biệt lắm chị, nó giống như tròn tròn nhỏ xíu vậy. À. Dạ, nhưng mà ăn rất là thơm ngon. Thì giờ mình sẽ dẫn chị Nga vào ăn 200 viên nha cả nhà. Hả? Giỡn thôi, nhiều lắm. Có bún mọc buổi sáng nữa nha. Ờ, đây. Ở đây mình sẽ tập trung vào món chính là bún riêu. Bún riêu, đây rồi. Đây là chị chủ. Mà chị có phải là bạn của anh Lộc không? Em của chị. Đây. À, chị Thảo. Đó, em biết á chứ em hỏi để khán giả biết thôi chứ em dạ, biết chị dạ là em. Chị chào tất cả mọi người. À, vậy quán mình là bán được bao nhiêu năm rồi chị? Quán này nếu mà tính ra là phải hơn 30 năm. Là từ bên thời chợ Tân Phú đúng không chị? Đúng rồi, từ hồi đường đất đỏ. À còn đúng rồi, đường đất đỏ cả nhà. Lúc đó là mẹ chị đã khởi nghiệp rồi. Dạ, nhưng mà sao mình từ đó mình chuyển qua đây vậy chị? Đâu có, hồi đó là mẹ chị bán 2 buổi, là vừa ở chợ Tân Phú vừa ở đây. À. Nhưng mà sau này là khi mà làm chợ, sửa chợ là mẹ chị chợ vắng đúng không? Đúng rồi, mẹ chị nhượng lại cho mợ chị bán ngoài đó, là mẹ chị về đây luôn. Đó, ngoài này luôn. Ok, và là cũng 30 mấy năm rồi cả nhà. Thì quán mình là bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị? Thường là 6 giờ rưỡi sáng sẽ mở cửa và 5 giờ chiều sẽ đóng cửa, nhưng mà có thể là hết sớm hơn thì tùy bữa. Dạ. Hôm nay mình đến giờ này là đồ ăn còn rất là đầy đủ luôn. Đúng rồi. Chị, bên mình một tô bún riêu gồm những loại đồ ăn nào chị giới thiệu giùm em được không? Là bên chị là ví dụ như sẽ có là bún riêu chả cua, bún riêu chả ốc, cua, bún riêu giò. Dạ. Chả cua là cái nào vậy chị? Đây là chả cua nè em. Em tưởng nó là riêu chứ. Thì ta gọi là riêu cua đó. À riêu cua đúng không? Ờ à, đó nè. Mà viên riêu đặc biệt không cả nhà? Nó rất là tròn mà nhỏ. Cua. Vừa vừa ở cả nhà nhưng mà ăn rất là thơm và nồng. Đúng rồi, cái này là đặc biệt bên chị đó. Dạ, đó giống như là một điểm nhấn của quán. Rồi còn có chả lùa, rồi chả chiên đúng không chả chị? Chả lùa, chả chiên và chả cây. Chả lá. Chả nào cũng có nè, chả lá bóc ra, chả chiên nè, dạ. Chả cá nè. Đó. Chả cá nữa. Ủa, cái đó giống đậu hũ mà. Cái này là chả cá, cái này là đậu hũ. À, đây là chả cá mà nhìn nó giòn giống đậu hũ vậy đó. Đúng rồi. Chả cá tự làm tự chiên luôn. Dạ, ở đây em thấy có nhiều tô thì mỗi tô là một
giá tiền đúng không chị? Đúng rồi, mỗi tô sẽ là một giá tiền. Ví dụ như bún riêu ốc là 30. À, ốc riêu ốc là 30. Bún riêu cua cũng 30, hoặc là bún riêu cua ốc và có giò là 40. À, có giò là 40 nữa. Đúng rồi, đây giò đây. Đâu đâu nè. Rất là hấp dẫn. Oh. Wow, cái hồng hồng nha, nhìn nó hồng hồng đảo quá nha. Đúng rồi, thịt rất là ngon. Rồi, giò chặt luôn nè, giò mới đó, cả nhà thơm luôn. Đúng rồi, nhà chị là ngày nào là hết ngày đó nha em. Dạ. Vậy chị làm em một tô đặc biệt đi cho bạn ở trong kia. Rồi, ok em. Đó, một để mình coi coi. Quán tô mình là có bún riêu, bún mọc, canh bún và bánh canh. Bánh canh nữa, à đây nè, bánh canh. Bánh canh đây. Ủa? À, bánh canh bên kia lộn. Cái này là canh bún. Đúng rồi. Đúng rồi. Và chị làm cho em một tô bún riêu đặc biệt đi. Okay. Coi coi thế nào nha. Rồi. Đây chắc là cô đúng không chị? Đúng rồi, chào mẹ cô. Chị á. Cô là người đã gọi là gắn bó cái nghề này suốt ba mấy năm. Chắc lúc đó mấy chị còn nhỏ xíu. Chưa đẻ luôn. Thôi chưa đẻ luôn. Một tô bún riêu đặc biệt là tô rất là bự, tô này nè. Chị ăn mấy tô trong quán đúng không? Hay là chị ăn cái tô của em luôn. Ủa tô đặc biệt à? Tô này bao nhiêu chị? Tô này là 40 nha em. 40 ngàn. Còn bình thường là một tô giò như thế này sẽ là 40. Còn cái này thêm chả vô sẽ là 50. Wow. 40 ngàn chị, còn tô này bao nhiêu? Này đánh giá giùm em. Ông tô này phải bằng gấp 3 lần tô này. Dạ. Coi hôm nay con với chị này mỗi người ăn tô khổng lồ. Con thì có thể là cô nghĩ con ăn hết nhưng mà chị này cô nghĩ chị ăn hết. Một tô 40 như vậy là ăn là vừa luôn đó. À. Ăn không hết được rồi chị Nga. Nên chị Nga yếu á. Hôm nay mình đến giờ này là quán cũng khách cũng vãng lai thôi, ra vào cái nhà chứ chưa có đông. Đến lúc đông quá là chị không có thời gian chị trả lời câu hỏi luôn. Chị Nga một tô canh bún, em ăn một tô bún riêu. Chị Nga muốn ăn canh bún không? Không, chị Nga bún riêu, thấy bún riêu đây ngon. Bún riêu ngon. Từ cái vụ chị cứ thử ăn quán em đi. À. Sẽ chắc chắn là hợp khẩu vị không làm. Sẽ quay lại á. Nhưng mà em ăn ít à, tại vì hôm nay thanh niên chọc em thôi. Chứ em ăn tô nhỏ nè. Rồi em sẽ làm cái chị tô nhỏ. Tô nhỏ chỉ có đổi thôi, tô lớn. Em sẽ mua cho ăn tô nhỏ. Cái ăn tô nhỏ ăn tô nhỏ ăn tô đó đó. Đó, chị nghe chưa? Chị lại chỉ ăn 5 tô bên chị đó. Fan của Nga mà. Cô trùng 4 phần bún vô, xong rồi cái cô lấy 4 phần đồ ăn lên trên. Dạ. Con với chị này mỗi người ăn một tô. Tổng cộng là 8 phần đó con, mỗi tô là 4 phần. À, 1 phần là nhiêu? À. 4 phần đặc biệt chắc ứ thật á. Ờ, cô lấy phần bình thường đi. Bình thường là không có giò đúng không? Dạ. Cô lấy cho con 2. Ừ, đúng rồi. Nghĩa là cô lấy cho con 2 phần bình thường, 2 phần có giò. Đó. Lần đầu tiên cô làm. Ồ. Cô sợ nhìn cái tô nó hỏi. Cô trùng đúng 4 phần 4 thôi nha con. Tại vì cái này có một người ăn à. Tại ca. Ủa mình ăn bún riêu không? Mình không ăn canh bún. Cái đó là vẫn chưa thấm thế rồi cái gì. Không có ăn canh bún.
Ăn sớm ăn nhẹ thôi chị Nga ơi. Báo cho em biết là không có nhà Nga ăn gì nha. Chết. Chết rồi. Quay giờ căng rồi, căng rồi. Bây giờ chị có thì bữa nay chị có nhiều nỗi buồn lắm cho nên chị phải tìm một cái gì đó để lấp nỗi buồn thôi nha. Rồi, tô uống rêu này sẽ phải banh xác của chị. Sẽ lắp cái nỗi buồn của mình chứ mình không nghĩ rồi. Dạ. Hấp dẫn quá. Ồ, ốc rồi, có, em thấy nó có cái nước đó. Cô đã làm rồi. Như có nước kho vậy á. Cái nước kho ốc á. Rồi, một xô rồi đúng không con? Rồi. Bây giờ cô làm giúp con. Đây con cầm nha. Con cũng là bị đói bụng, cô làm cho 5 phần. Ôi, 5 phần luôn hả? Cô cười 5 phần luôn rồi. Cô làm cho con 5 phần, cô cười những gì. Con ăn 2 phần, 3 phần mang về. Tướng vậy ăn nổi không cô? Tướng nhỏ xíu xíu. Chị đợi đợi em xíu rồi. Nha chị. Một tô rồi không xong luôn. Một tô nãy là cô còn xong rồi. Thì con ăn tí con. Với lại chị ốm mà đúng không con? Tướng của chị vậy sao mà ăn được? Rồi, đợi lấy liền nhanh cái rồi xong rồi nè. 5 phần 4 vậy cả nhà ơi. Rồi, thôi. Bây giờ cô được cho con chọn cục mỡ bự nhất. Nếu có cục mỡ này phải không? Con không biết nữa. Đó, cục đó đó. Cái cục đó đó. Trời ơi. Cái da mỡ mỡ nào nữa con. Giò ở đây đặc đó. Biệt nha, là con sẽ nấu và cô để trong cái nồi này nè. Nó thấm cho mình. Thấm nước luôn chị, nhìn nó mềm nó mọng nước lắm. Và cô nói trước cái cục giò nó như vậy là con 50 à, dạ rồi con hiểu rồi. Cái cục giò cho con nhiều kiểu bất đồng luôn nha con. Giò tươi đúng không con, mà nhiều thịt nữa. Giờ Nga sẽ tặng cho Lộc và chị cặp nó hùng một giải băng rô. Cô giải cái tô đường cắt, cô để nguyên tay cho con luôn. Hả? Cô để nguyên tay nó vô trong tô. Không được đâu, mà sao được, phải chia ra từng tô chứ sao để nguyên cây được con. Con mua nguyên cây. Mà bây giờ cô cứ chan nước lèo vô đi. Đây thông báo nha, có cái tô mới về. Mới về mà. Nó bự như tô cũ không chị? Nó bự cái này hơn, nó bằng luôn. Cái lòng nó sâu hơn nữa. Cái đầu luôn. Bên đó luôn. Yeah. Đây được 2 tô, nghe để được 3 một cái. Tô nhỏ hơn cái thể này. Cái tô này nó hơi nóng nó bự. Cho hủ coi. Rồi. Ok. Rồi, cho con ốc rồi. Ốc. Ốc thì có vẻ ngon nè. Ốc cũng có cái mùi ốc cũng cái mặn á, không là sẽ hơi mặn đấy. Wow. Đây. Đây để. Nóng nha con. Không bê nổi đâu. Rồi, không bê nổi. Rồi, để con bê cho. Giờ 2 tô ra rồi. Thôi mình để cô làm cho chị này xong đi rồi mình sẽ tiến một quan trọng. Chị có đeo bao tay á chị lấy giùm em cái miếng chả này đi. Nguyên cây luôn hả? Nguyên cây luôn. Rồi ok. Với lấy em thêm con dao nữa nha. Rồi. Dạ. Yeah. Cái gì mới xét dùng dao ra đi. Để làm chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết nha. Chị sẽ thấy điều này. Chuyện gì vậy? Chuyện gì bất ngờ vậy? Khó không em? Khó chị. Chị nói chung là giờ chị đã đây nè, ở giữa chị cắt đôi cái chả ra mỗi tô một nửa. Wow, thì mình sẽ mua hai cái này nè. Chị cắt bằng này đúng không? Cắt bằng cái này đúng rồi. Chị Nga qua kia. Đúng rồi em. Vậy chị quay lại camera này chị. Đúng rồi, chị đứng bên đó đó. Để đúng rồi, rồi cắt bằng cái này. Rồi cắt đi chị. Cắt ngang. Mỗi người một nửa. Ngang qua luôn. Đúng rồi. Wow. Rồi, cho vô luôn. Cho vô luôn chị. Wow. Mỗi người sẽ ăn một bốn hộp bún riêu khổng lồ và một cây chả nha. À, chị là 5 phần luôn. Dạ. Rồi, ok, hôm nay con tụi con sẽ cố gắng ăn hết tô này luôn. Không nổi được đúng không cô? Cô cười rồi. Rồi giờ mình đem vô nha. Cô ơi, cái muỗng của tụi con nè. Tụi con là gọi là dân đi ăn chuyên nghiệp đó cô. Cho nên là đó. Dạ. Chưa gì đã đấu muỗng rồi. Tới quán chưa gì đã đấu muỗng rồi. Đúng rồi.
đúng không, mà thật sự mình ngồi ở đây á là ai mà đi vào ăn thấy hai cái tô này cũng phải hết hồn đi. Ở đây không phải, ở đây là thần tài, đây là ổng địa Phúc Lộc Thọ. À đúng rồi, Phúc Lộc Thọ. A few moments later. 136 Chu Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Yeah. Đây là quán của cô Lan nha cả nhà. Địa chỉ và giờ bán đây. Còn bây giờ thì mời chị nghe. Dạ, mời em. Đến với thử thách tô bún riêu khổng lồ vào sáng sớm. 9 phần bún riêu. 3 2 1. Bắt đầu. Mời đại gia đình của gọi Sư Lộc, con mời cô chú. Mời cả nhà. Mời cả gia đình mình nha. Dạ. Đây. Nhiều, 5 phần rồi, để tới 5 phần rồi mà. Wow. Nhiều quá. Đúng không á. Mà phải ăn thêm mắm tôm ha. Đúng rồi, cũng đem mắm tôm. Wow, có thêm cái ớt nữa nè, mới cho vào nó cay cay. Mắm á. Cái này mà cha mắm tôi mà ăn hết bò luôn cả nhà. Nhưng mà vì sự an nguy của nước nhà về sâu á, mình không phải chan vào, mình chỉ dám chấm thôi. U, sa tế nha. Sa tế mắm tôm. Tiếp tô. Ô, chị Nga đang ăn rau định á. Muốn đi là phải có cái tô nhất ăn. Dạ, định đây. Mà chị Nga thường đâu biết ăn rau đâu. Chị này Nga cũng biết ăn sơ sơ lại thôi. Đến mấy người chị ơi. Không nè. Chung nếu mà quay tiếp anh đã nghĩ ra một quán để anh quay với chị Nga nữa rồi. Quán gì vậy? Bánh mì chả cá. Kiểu ừ, bánh mì lấy cái cục chả lụa này nhé. Nga nói là à, này hay á. Hồi trước mới ăn bánh mì kia à, giờ rồi rủ tiếp ăn bánh mì chả cá. Bữa là chị Nga là bánh mì cá nục đúng không? Bữa ăn bánh mì Bình Định đó em. Mấy à, còn có bánh em không nhớ hả? Phở lẹ với lại bánh canh cá lóc. Ừ, bánh canh cá lóc em chuyển qua rồi, nhớ không? Em chuyển qua chị rồi. Tưởng luôn, còn làm gì nha luôn. Chị Nga, chị Nga cầm cái miếng chả từ xa, mình tưởng là cầm cái bánh mì đó cả nhà. Quán giờ bắt đầu đông rồi nè chị Nga. Chị Nga thấy full bàn không? Trời ơi, chả chiên, anh Long thấy không? Lâu lắm rồi anh em mình mới quất. Chị Nga biết em có biệt danh gì không? Thánh bánh chả. Em rồi. Chuyên trị những loại chả. Từ chả này cho tới chả lụa, rồi qua chả bò. Chả rồi qua chả cua bự. Ý Lộc lên cho Lộc Thắng biết đó. Kiểu mình lấy yếu tố á chị Nga. Yếu tố nguyên cây chả này kia đó. Ồ, chả này ngập môn á. Dạ ngon hơn. Chả đặc biệt. Loại đặc biệt ha. Bây giờ mà theo kiểu chị. Ủa tại sao cái cô 45kg là ăn nhanh hơn anh chàng này? À. Mộc bên chị cũng là đặc biệt luôn đúng không? Cho em một phần mộc đi, để em giới thiệu cả nhà. Đây cái miếng riêu à, thử nha. Hai bánh canh này có giòn hay không? Miếng riêu rất là mềm cả nhà ơi. Nó không có... Kiểu như riêu nó nhiều quá cho nên nó không có săn chắc được độ cái độ liên kết của nó, khi mà cắn vào là nó hòa tan luôn. Còn cái này nạt không luôn á, không phải xua luôn anh Lộc. Cái này là giò nạt. Một lần nữa mình phải nhắc lại là bên quán của cô là giò chặt nha cả nhà, tươi á, tuyệt vời, thịt mềm, đúng kiểu mình thích luôn. Có thêm cái lớp da gân ở đây nữa, giòn sần sật. Ốc ở đây mềm giòn ghê. Dạ. Ốc ở đây là mình tự hấp lên, hấp lên mình lỡ ra. Cho nên rất là giòn đúng không? Ừ. Hấp lên đúng không? Ừ. Mời. Wow. Phần mọc nữa nè. Nói này. Chuyên gia thăm ngàn. Thích nữa chứ. Trời ơi, em biết chị Nga đang buồn, em phải lắp mọc vô, lắp chả vô. Nỗi buồn nào cũng có thể em qua. Em cái gì nhỏ đi không? Cảm ơn. Chị có buồn ngủ với nó chị có buồn đói là không tha chị Nga ngày nào.
thối thì mọc cơ. Chết không? Nếu một thấu nữa. Cầu nang cũng nhanh đó chị nghe. Thế Hùng theo theo sát sát chị. Không, không chết được không? Mình không biết ăn nóng à. Với lại chị nghe thường là ăn sẽ đòi mình để mà mình ăn hết luôn á, chứ mà mình ăn chỉ ăn xong trước sớm thì cũng ấy quá. Thấy không chị nghe, hết cho trả rồi. Thôi hết rồi đó chị nghe. Hết trả rồi. 2-3 cú hít. Trời ơi, 3 cái nhát cắn hết cho trả. Ghê thiệt. Thôi nhớ coi lại video nha. Tại vì thấy gần hết trả anh phải bù mọc cho chị nghe đó. Ghê, đỡ cái tô chị nghe lẽ lôi nó bún không. Ngon thôi. Bây giờ cô đã tin chưa? Đã tin là sẽ ăn hết chưa? Dạ. Bây giờ ăn hơn gần hết nửa tô rồi. Dạ. Tâm sự với cô là chỉ từ Cali về. Và về đây các cuộc thi ăn uống ở Sài Gòn cũng như là các miền thì chỉ chưa thua lần nào. Mời đã. Tuyên bố một câu chắc lịch luôn. Hôm nay thân gặp chị là cả nhà sẽ thắc mắc là tại sao gần đây mấy anh em mình quay ở Tân Phú nhiều quá. Thì một phần là anh em ai cũng có việc hết đó cả nhà. Quay những quán gần Tân Phú để mình đi công việc đó, cho nó nhanh đó. Như ở Tân Phú thì cả nhà cũng thấy rất là nhiều quán ăn luôn. Và nhiều khung giờ nữa. Nghe thấy cái này mà nó ngủ chứ mình làm một cú hít nhiều. Đúng rồi. Giống như mì á, chị Nga hay làm một hít. Ủa chị Nga hết đồ ăn luôn. Giò là chị Nga dớt ra ngoài. Anh nghĩ sao anh nói em ghi sắp bằng chị Nga sao mà bằng được. Ăn mới nó vậy, cả nhà cảm giác mồ hôi á, rồi người mình nó nóng lắm. Dạ. Đừng quên một điều, hai chị em ở gần khu vực của anh mà. Nên có nóng được gì thì ăn xong qua anh sẽ đẩy vô kho lạnh, bảo đảm là nguội lại liền. Đúng rồi, qua kho lạnh luôn. Ok. Hôm nay sản xuất xúc xích luôn. Có gì mời anh cua xuống quay một phút, sau đó mình lên quán của anh cũng được. Đúng rồi. Anh đi không ta? Anh về rồi đó. Về rồi đúng không chị? Để em nhắn, để em nhắn cho anh. Hai đứa cùng giờ ăn thêm vô. Để em chạy qua anh chuẩn bị dây xúc xích cho chị Nga. Không em đừng quên em. Mới sáng. Chị Nga là phải có giống như là một kim cô của Tôn Ngộ Công vậy cả nhà. Và phải có dây xúc xích để siết lại. Lộn cái nào cũng dạng ngái nha. Khoan anh, trước khi đi em phải mời anh một miếng riêu thôi. Đây. Rồi em đang tới đây chả rồi. Ừ, nghĩ là ăn riêu với chả luôn. Chả này thánh chả hả? Bánh chả rồi, giờ mới biết nước đem hả? Ừ, sáng suốt. Ôi trời ơi. Ồ, chả bự bằng cục chả Khánh Thành đây đó hả? Đúng rồi, cắt băng chả Khánh Thành. Bơm. Đó. Mềm không? Không ha. Còn xong rồi. Chết hùng chiến này xong rồi cô ơi. Cái ca đá. Ê chị Nga thì sẽ ăn xong rồi nè. Dạ. Mà anh Hùng ơi, sao cái tô anh còn nguyên vậy? Biến ăn. Lại là con bé biến ăn. Thì ơi, cho cái ca đá. Hello nghe cô. Hello chú. Chào chú nha. Chào chú. Chưa giờ bảy chưa con? Dạ con chưa một tháng rồi. Con đang thấy ngoài đời á, hay quá, kỳ hay quá. Dạ con cảm ơn chú. Sắp xong tô luôn rồi chú. Đi chung ban này hợp với quân ngang gì nè thấy, cô đúc. Chưa chưa. Chào chú. Chưa xin nhớ đâu, đây nè, bé nằm giữ luôn. Nhiều quá. Cảm ơn chú, cảm ơn cô. Dạ. Cô, chú ăn sáng. Dạ. Dạ con cảm ơn chú.
Có luôn chú ơi. Có luôn chú. Rất là đẹp. Chú đẹp trai rồi. Chú dâu lá tía tô hả chị chú? Chú dâu lá tía tô hả? Không, chú ăn sáng. Là có thấy anh kìa, anh bơi cái lá tía tô rồi không? Không chào chú, chú hồng hồng đây luôn. Không chào chú hồng hồng luôn. Dạ, dạ, chú chào chú. Ồ, nha bưng rồi, rồi, rồi anh Hồng ơi. Wow. Cô ơi, hấp hết nước lèo luôn nè cô. Hả? Hấp hết nước lèo luôn. Oh my god. Trời ơi. Còn còn nửa tô mà chị ăn hết luôn rồi, quá hay rồi. Giỏi quá trời, nhanh ghê luôn. Không mập. Không mập. Không mập. Không mập gì sao? Giờ lắm nha. Dạ. Bữa Lộc đâu rồi? Lộc cho anh qua công ty á chị. Rồi xong. Có thùng rác ở dưới nha. Dạ. Đây thùng rác đây. Trên cái clip của Hùng mà nghe nói thì cũng không biết là nên hay không, nhưng mà để mà một người mà mở ra một cái hàng quán ăn đó không phải khó dễ đúng không? Không phải là ai cũng là nấu rất là ngon mà cũng không phải ai cũng dở. Trong một cái món ăn thì kết hợp rất là nhiều nguyên liệu đúng không? Dạ em cảm ơn. Thì ví dụ như giờ có người nấu thịt ngon, cá không ngon hoặc là nước tèo ngon nhưng mà đồ ăn không tươi. Nhưng mà bản thân chị Nga thì đi ăn đa số là chủ yếu là thử thách chính mình là chính, chứ không phải là để mà đi chê bai một quán hàng nào hết. Tại vì một người mở ra để mà lấy được một cái lượng khách hay cái gì Nga nghĩ đơn giản cả nhà ơi, buôn bán bây giờ kinh tế khó khăn, để mà có một cái lượng khách ổn định á là cả một cái quá trình để người ta phấn đấu. Cho nên chỉ cần một cái lời vô tình hay là cố ý của mình á khiến cho cái sự thu nhập của gia đình nó đi xuống á thì bản thân mình sẽ chắc nhiều lắm. Cho nên từ Nga chỉ là lúc nào cũng quan điểm là mình cứ thử thách của mình đó, và ăn hết cái phần mà mình đặt ra thôi. Chứ còn lại thì không phải là mình là một cái người làm về tốt nghiệp và về ẩm thực hay là là một cái người mà phê bình ẩm thực để mà đi bình luận chê quán này chê quán nọ thì không hề có gì đó. Đúng không, nghe nói đúng không? Đúng rồi. Tụi em á thì đi quay á cả ngàn quán rồi, cho nên là cũng sẽ gặp những quán bán không ngon. Đúng. Thì những quán đó tụi em sẽ có những cái cách nhận xét nó giảm nó tránh á, chứ không phải là mình nói thẳng ra luôn. Tại vì như chị Nga nói là chén cơm của người ta, mình đi mà mình cứ nhận xét thẳng ra như vậy á thì nó sẽ không hay. Những người xem lâu á, người ta nhìn và người ta sẽ biết cái nào món nào ngon, nào không, theo qua cách nhận xét của anh em mình. Giờ là enjoy nè. Đúng rồi. Quá hay. Em đang ăn hết bún rồi chị Nga ơi. Giỏi quá em ơi. Và đồ ăn vẫn còn nhiều nữa nè. Thật sự là topping quá nhiều đúng không? Cái này là tự keo hay là cô tự bỏ? Nhìn ngang cách ăn mới nha. Cỡ 4 phần. Thì cô lấy vô đây á. Nhiều thiệt. Nga ăn cái gì vậy Nga? Ốc cuộn mắm tôm. Ồ. Tại vì ốc này rất là thấm và giòn nha. Hết rồi cả nhà. Còn nước thôi. Nào quay cận cảnh cho một cái lên hấp luôn đi. Hả? Bưng lên hấp một cái ha. Chào Quân đi hùng với bỏ sự lật thôi. Nhớp này ngon à, nhớp này là chắc khai nhiều lắm. Dạ. Coi riết mà ghiền luôn á, 1-2 giờ kia chú còn coi coi. Hôm qua mới coi mạng gì nè, chứ mình qua là cái dụng gì nè. Mày bật tem á. Ở bữa ánh cua có chú có coi nữa. Dạ. Chiều nay tụi con quay bên đó ánh cua chú Hùng ra cảnh ra chơi. Dạ, chiều nay cái làm dịch lộn đi con có lóc. Này. Dạ, nào đây được cái không nhỉ? Đây nè. Cảm ơn chú Hùng nha. Dạ, anh Lộc à, chạy về công ty rồi. Công ty rồi. Có việc vậy. Dạ. Dạ chứ con ngon quá. Con đi quay bánh mì nữa.
Dạ. Nhưng mà qua đi với chị Nga thì con cũng nhỏ bé rồi, chú thấy không? Đúng rồi, nhỏ. Con cũng non. Dạ, tập có nghe trên mạng con nó có tập gì đó. Dạ, con gặp cùng với lại boxing. Thời gian này con về đây thì con không có đi ra nhiều. Nhưng mà qua lại là ngày nào con cũng đi đó. Lần đầu tiên mình chưa có nhìn thấy ông già ở đâu. Cô đang nói chuyện với mình, cô đang cười. Cái cô quay qua thấy cái clip của chị Nga cái mặt cô mày luôn. Rồi thôi, xin phép ông luôn nha. Con cảm ơn cô. Thấy refresh thiệt chứ. Hello nha. Hello, yeah. Xuất sắc. Hello rồi nha, hết luôn rồi nha. Thôi rồi. Rồi. Nay em nhận xét luôn không? Oh, yeah, vậy trời nhìn mặt kìa. Nay xét luôn á, trời chùi lắm. Ủi mì với ông tướng á. Trời. Thì cả nhà ơi, hôm nay mình đến quán 136 đường Trương Bỉnh Ký. Quán này rất là gần nhà anh Lộc và là quán của mẹ của bạn anh Lộc hồi cấp 1 nha. Thì đến đây mình thấy rất là ấn tượng với khoanh giò nha. Ngoài cái viên riêu ra thì khoanh giò cực kỳ đặc biệt. Và hôm nay clip là đặc biệt, chị em mình đã mỗi người nửa cây chả để mà cắt băng khánh thành. Chị Nga thì chỉ 15 phút thôi là hết rồi cả nhà ơi. Mình thì nãy giờ phải 45 phút. Thời gian gấp 3 luôn. Tại vì hôm nay đó là cái thời gian mà mình hay thử thách mà. Nên mong mọi người thông cảm vì quay lâu. Còn và chất lượng món ăn thì họ phải bàn rồi. Có thêm cái nước chấm này nữa thì chấm với những cái đồ ở đây đều rất là thấm gia vị của nước chấm. Và bún riêu thì không thể nào thiếu mắm tôm. Nhưng mà hôm nay mình không thể chan mắm tôm vào vì mình sợ khúc sau nó sẽ bị mặn. Cho nên mình để ngoài mình chấm rồi mình thưởng thức cái hương vị thôi cả nhà. Nên rồi, còn lại thì chị Nga muốn nói gì nữa không? Muốn ra hồ gặp ráp luôn nha. Nãy giờ Nga nói nhiều rồi. Cả nhà nếu mà có dịp ghé ăn thưởng thức quán có bún riêu, canh bún, bún mọc và bánh canh luôn thì ghé số 136 Trương Bỉnh Ký nha, phường Tân Thành nữa. Quận Tân Phú, ừ. Phường Tân Thành, quận Tân Phú. Quận Tân Phú. Phường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì. Ok. Ở bên kia là Tân Sơn Nhì. Dạ, bên kia là khác phường. Ủa vậy hả? Một con đường hai phường khác nhau. Trời ơi, một con đường hai quận luôn, chị thấy chưa? Ở cái Việt Nam mà Sài Gòn. Một đường hai quận luôn á. Rồi kết thúc clip nha cả nhà. Thì anh mình có cái fanpage trên Facebook, những người yêu mến, những muốn cập nhật các sự kiện mini game hay event thì hãy like và theo dõi fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả và mọi người hãy đăng ký luôn kênh Phân Hùng Vlog và kênh YouTube của Võ Sư Lộc và kênh chị Nga Sumo. Đừng quên tất cả mọi người là Phân Hùng 116 Võ Sư Lộc và Nga Sumo và hai tất cả ngắn là Phân Hùng Võ Sư Lộc, Võ Sư Lộc Phân Hùng. Chào mừng nhau sắp tới, như các bạn có bất cứ từ đó nào thì để lại bình luận những comment mình xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất là clip cho nhà công thức nha. Ok, xin chào các bạn.